Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời bạn xem truyền hình về quy định được hưởng chế độ ưu đãi đối với giáo viên miền núi. Điện yếu ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của các hộ dân thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn. Cuối chương trình là mục nhắn tin bạn xem truyền hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chị Bùi Ngọc Mai, thành phố Thanh Hóa hỏi: Tôi chuẩn bị lên nhận công tác tại một huyện miền núi xa của tỉnh, vậy xin cho tôi hỏi về các chế độ giáo viên dạy khu vực miền núi được hưởng. Vấn đề chị hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ Nghị định 76/2019 của Chính phủ, giáo viên dạy học các xã khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số, các xã miền núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi riêng gồm: 1. Phụ cấp thu hút được tính bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, không quá 5 năm, 60 tháng. 2. Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 3. Phụ cấp lưu động ở một số khu vực miền núi, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn. Giáo viên đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tại các khu vực miền núi sẽ được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở. 4. Phụ cấp công tác lâu năm. Căn cứ Điều 5 Nghị định 76, giáo viên công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 5. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi. Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình. 6. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu. Căn cứ Điều 8 Nghị định 76, giáo viên dạy học ở khu vực miền núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên sẽ được trợ cấp một lần khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu. 7. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Trường hợp được cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập. Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy. 8. Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho lương giáo viên vùng khó khăn. Mức hưởng phụ cấp bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Áp dụng đối với nhà giáo, viên chức, quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số. 9. Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và nước sạch cho lương giáo viên vùng khó khăn. Trợ cấp này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu nước ngọt và nước sạch theo mùa. Tình trạng điện chập chờn, điện yếu, nhất là vào lúc cao điểm, đã ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân phố 6, một phần phố 5 và phố 3, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn. Theo phản ánh của các hộ dân phố 6, vào giờ cao điểm, tình trạng điện yếu thường xuyên xảy ra. Việc sụt áp liên tục làm cho các thiết bị sử dụng điện không thể hoạt động bình thường, thậm chí hư hỏng, dù nhiều hộ dân đã chủ động mua thêm ổn áp. Mấy ngày này là rất yếu và điện mất một ngày là phải mất 4-5 tiếng. Đấy, ban đêm mất 4-5 tiếng, ban ngày thì mất có thể là 1 tiếng đến 2 tiếng thì mới có. Mà có thì điện là rất yếu. Điều hòa và cọt ngừng liên tục. Đấy, cho nên là ảnh hưởng rất nhiều về cái sinh hoạt của các cháu. Chúng tôi là như ban đêm là có điều hòa nhưng cũng là điều hòa không chạy được là phải ngồi quạt cho các cháu suốt thời gian ban đêm. Đấy, và ban ngày thì buổi trưa cái giờ cao điểm là điều hòa không chạy được. Về mùa này đó, mùa hè này đó, là thường là cứ đến giờ cao điểm là mất điện. Thì những cái giờ này là các thiết bị trong gia đình tôi là không có hoạt động được. Thì nếu hoạt động được sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các con, các cháu, gia đình tôi và ảnh hưởng tới cả các thiết bị sử dụng. Đấy.
thì đề nghị với ngành điện phải nghiên cứu thế nào để giúp đỡ người dân chúng tôi có cái dòng điện đầy đủ để chúng tôi sinh hoạt, để chúng tôi làm việc đảm bảo sức khỏe. Được biết, trên địa bàn thị trấn Nưa hiện có 11 trạm biến áp, trong đó có 3 trạm của Hợp tác xã Điện năng Nưa. 8 trạm còn lại do Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa quản lý với công suất 2.500 kV-ampe. Trạm biến áp số 5 Tân Ninh hay còn gọi là trạm Cây Đa cung cấp điện cho toàn bộ các hộ dân phố 6, một phần phố 5 và phố 3. Qua kiểm tra của ngành điện, những ngày qua, tình trạng điện yếu, chập chờn, thường sụt áp xảy ra tại phố 6 do bán kính cấp điện từ trạm biến áp về khu vực cuối nguồn có khoảng cách tới 2 km nên chất lượng điện không đảm bảo. Bên cạnh đó, vị trí lắp đặt công tơ quá xa gây bất lợi cho các hộ sử dụng điện và gây thất thoát điện năng. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng điện năng, nhất là những ngày cao điểm nắng nóng phát sinh nhiều dẫn đến quá tải cục bộ. Chỉ 3 ngày cao điểm, trong tháng 6, trạm biến áp số 5, số 7 đã xảy ra 3 lần nhảy áp tua mát, nổ ống chỉ hạ thế dẫn đến mất điện cục bộ. Quá trình coi như là dùng điện ấy, thì điện nó không được ổn định. Đấy. Lúc có, lúc không, nó mất liên tục. Mà trong cái giờ cao điểm, nhất là cái giờ cao điểm. Đấy, là cho nên nó là gây đến cái bức xúc của dân là coi như là ảnh hưởng về cái tiêu dùng. Với thứ hai nữa là với cái thiết bị ở trong nhà đấy, của người dân. Cho nên là dân cũng có đề nghị với lại coi như là Sở Điện lực nghiên cứu làm sao để coi như là tu sửa lại, nâng cấp cái trạm điện để cho dân được ổn định. Trong cái giờ cao điểm thì đúng là thực sự thì có nhiều trạm tức là cung cấp không đủ, cái điện áp nó tụt xuống, thì đặc biệt là cái trạm ở Cây Đa thì như các nhân dân ta phản ánh tìm hiểu về cái đó thì đúng là cái trạm này là cái điện năng nó yếu thật. Thế thì có những ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của nhân dân và đặc biệt là các cái thiết bị điện tử. Tức là có những lúc là điện nó tụt áp mà bóng tối lại, thì sau đó thì 5 đến 7 giây rồi mới vực lên được, thì lại mới đủ điện áp để cho nhân dân dùng. Thế thì qua đây thì cũng muốn từ sự phản ánh của nhân dân như thế thì cũng muốn là công ty xây lắp cổ phần xây lắp đường Thanh Hóa, tức là đặc biệt là các cái đường dây nó có xuống cấp thì cũng thay thế để nó đảm bảo cái điện năng, hoặc là tăng cường các cái thêm biến áp, tức là chi luồng chi nhánh nha, cho các tổ dân phố để nó đảm bảo phục vụ cho nhân dân, đặc biệt là các cái ngày nắng nóng này. Để khắc phục tình trạng điện yếu, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã đề xuất ngành điện rà soát xây dựng thêm các trạm biến áp ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã và đang chờ mặt bằng để đầu tư thêm trạm biến áp, san tải cho trạm biến áp Tân Ninh 5 và 7. Riêng đối với thị trấn Nưa thì công ty kinh doanh mua bán điện Thanh Hóa thì năm nay cũng đã bổ sung một cái trạm biến áp ở trên địa bàn thị trấn để đảm bảo cung cấp điện cho những ngày nắng nóng. Thiết nghĩ, điện là nhu cầu thiết yếu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là đời sống, sức khỏe, việc làm của cộng đồng dân cư. Bởi vậy, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan cần sớm triển khai lắp đặt thêm trạm biến áp, đảm bảo sớm khắc phục, chấm dứt tình trạng điện lưới yếu kém như hiện nay ở một số phố của thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn. Trong tuần qua, chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã nhận được đơn thư của các ông bà có tên sau đây. Đơn của ông Đào Xuân Thắng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, phản ánh việc giáo viên trường tiểu học An Nông, huyện Triệu Sơn thu chi tiền xã hội hóa chưa đúng quy định. Đơn của bà Lê Thị Bình, thôn 3, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, phản ánh việc chậm giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng cho gia đình bà. Đơn của bà Dương Thị Luyện, làng Cổ Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, phản ánh việc Tòa án Nhân dân huyện Thiệu Hóa giải quyết đơn thư cho gia đình bà chưa thỏa đáng. Đơn của ông Trịnh Văn Chính phản ánh việc Hội Cựu chiến binh xã Thọ Cường không rõ ràng trong thu chi huy động làm đường xây dựng nông thôn mới. Đơn của ông Bùi Ngọc Thực, số nhà 13, đường Chợ Vạn, tiểu khu 4, thị trấn Thiệu Hóa, phản ánh việc xử lý từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Thiệu Hóa chưa thỏa đáng. Đơn thư của các ông bà chúng tôi đang xem xét hoặc chuyển tới cơ quan chức năng để được trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.